Cái thân nó chùa tụi bèn trang người đang chống xuồng ở dưới mà không biết chống xuồng làm gì, thường là xiết cá hoặc là mấy người thái côn. Này chắc đi xiệt.
nãy con em chạy ngang đó, nó nói nét đẹp quê hương, hoàn cứng của tôi. Bà con đây không biết làm gì ở đây nè. Để nhớ muốn đầy rồi. Hôm nay quay nhiều. Cái này hình như cái thẻ nhớ này không biết 64GB hay 32GB. Cái này xe bán dưa hấu. Đâu à? Cái nhậu cỏ. Cái này ở dưới này á là đồng bằng ngập nước. Người Khmer người ta kêu bằng bưng. Không nghe một tiếng chim hót không. Hồi xưa đường này mà đi vậy là chim sáo, chim cưỡng nó hót ung sùng hết. Nói hồi xưa nghĩa là mới giải phóng á. Còn bây giờ là vắng tanh luôn. Tới chim sẻ còn không thấy chứ. Chim sẻ là thuộc loại chim. Cái này chắc người ta cấy dặm. Có 3-4 người. Đông nhất á. Mà bây giờ cũng không còn luôn. Nãy thấy rằng thằng đặt bảy chim sẻ đó, nó chở nguyên kêu bằng cái gì, cái chuồng để chim ở sau, để cái mái nó có cái cây, rồi có hai cái cây nó đưa thẳng lên, rồi nó có hai. Cái cây chĩa ra rồi nó để cái mái đó, rồi nó dặn cái mái lên tiếng chim nó kêu á, thì mấy con chim ở gần đó mà nó nghe vậy nó bu lại nó đậu trên cái cây đó, cái dính nó có để keo á, rồi chim nó đậu lên cái nó dính rồi nó bắt. Giờ nó bắt chim đủ thứ kiểu hết á, bắt theo tinh vi lắm. Nó để mái kêu không à, cũng như để như mấy cái nhà yến vậy. Nhà yến nó dặn cái mái lên, tiếng chim yến nó kêu. What the fuck. Trước này cũng có cái cúng vịt hình nữa nè. Ở đây chắc he đi chùa ở gần đây. Cái chỗ đó chắc he lại đây nè. Nghe lễ chùa Cột Trên. Thì đoán chừng như thấy cái chùa ngồi treo cờ treo gì nè. Thì đoán chừng là nó sẽ he lại đây. Ngày mai ở chùa Sài So cũng he nữa. Trong này nó không có làm gì, chắc nó he đi chỗ khác quá. Cái chùa này chắc he rồi.